thì lo cũng chỉ tao muốn này nhưng mà cũng được cọc muốn được cọc này cái này chủ của tổ phong này ô thế lo của ấy nó muốn gì ô của tao có hay không lại cơ mà nhà này chỉ lấy nè lấy chứ xíu mà tụi này lo này tụi chúng mua chỉ này chỉ này cũng muốn này chả này lo bỏ em chỉ khởi chép chỉ này lo bỏ chỉ có thể chép này lo bỏ chỉ này lo chỉ ư nhà này mà xí nè à tôi không có xin đi đặt kia à chọc vào khơi lo ăn cái liệt khơi cái chia xí mà như thế mày nếu bỏ tiền như mày gì này cho xem mày như thế cái liệt khơi cái chia chẳng rồi cũng chẳng tin nghe chẳng xin ha thì bên chị sẽ cũng chỉ tôi luôn nên nghe mà à chị bảo có sốt rồi chị giờ thì chẳng sao nữa cứ cho mình những giải chắc mong là tìm mua rồi giải thích cũng rất sốt rồi không trả gì rồi giờ trả này có gì muốn mua cho thêm được mua cho trả này có gì là chỉ bỏ cái thuốc sâu rồi có bỏ tao mua đồ vật tư na con này tao mua con này tao này chơi chỉ để lì lè cái chỗ nó quá chứ có gì cái hả chỉ để con à bỏ tư khởi nhớ cho tao nói bỏ đến nó lúc xong tới chỉ lo na để bỏ tư cho chỗ lúc nát cũng thế thế rồi nhưng có chỗ không có rồi chứ họ tiền có chỗ nó mới yên nhàn mua là xứ lò mà này là cái công chuyện đó lúc nãy chỉ tôi về khó trông sợ chứ sáu trở xe nãy chỉ sáu trở các chế xe chỉ hai người đuổi theo thế rồi tôi nhớ một tiếng mua rồi có gì bây giờ cái gì một trả lời chạy luôn đi nà giờ hai tiền lời tôi lo dùng chỗ bố rồi lúc chế xe chỉ bố rồi lúc xe nà thì chả bố giống lúc có xe cái gì một tờ thân một đấy có chỗ cũng nà lúc nâng nắng cho ưa nâng lúc nà thì chia con đi con tôi về con thì chỉ bác cũng khổ xỉ lo con bị trọn rồi đấy cho xe nó chỉ có trọ à nó cũng trọ xe cái gì một chỗ đi con à chưa cũng cho ấy có thể hại đi có đồ cũ nó có sản mất nó thì chỉ có thêm mua nó chưa hại đi có mất đồ có tuổi không có con này đút thả nó cũ thì tao mua là chả là có hay không chỉ là con à có gì nữa giờ đi một thể chấp rồi đi cũ bị đi chả là có cái thời có hay có cái đồ hàng hóa nó cũ nè ô cũ hàng chả có đi chơi có chung 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 không có gì cả hay phải mang đồ đó chứ你跟着姑娘去呢？没事儿，没事儿。你回家跟着姑娘了？那个姐，那个姐，我做小姑娘，普通都要不害，那个姐姐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 姐你个叔啊，我那里得了几鸟的白油，你养一养不起咯？哦，养的得了几鸟的。我好像姑娘个怎么说呀？给个叫公司设计，老我们设计领导，领导可能就没心到呢。我领导到，要领导的别逼当我说。嗯，哦，个子个叫你去哪呢？都那要古都你要死？啊，哥你叫哪？个子个我去到哪？哥谁去到？我现在都不念，不念账了。你干嘛账了？账。我是叫个娘，我弄不了，我想要不来，给你把这的莫搞个在哪里呢？早给弄弄没了。账了，我账了，去哪了呢？看我什么钱交哎？我交干活。跟你，跟你跟我不走那个东港，你给我说啊，你给我说。干爹。你说啊，干什么？
这东西嘛，不那个，啥多钱呢？这个折叠不愿意要。哦，大哦，你要带着衡量。呀，啥？我今天可以问多少要哦？去银滩多少哦？啊，没收价。你要带龙哥，一个银行老姐妹哇。怎么一点呢？带龙哥，一个银行老姐，银行两个颜色。我说，听我说，你别让叶少老的，那个叶少姐今年过百几岁，过年几岁那天的，跟我变弄过蛮多了。我眼看有那些过那个么了？知道我说，天也搞对了，听我说，过百变弄过蛮多。嗯，你那些我领导吗？哎，过百吧。啊。我说，眼看那食堂。嗯，妈妈，你个食堂点了呢？嗯，我个食堂到底在哪条？啊，上课嘛。嗯。我点盐菜，我点水果都看啊。我领导。干啥子？我点菜。啊。嗯，到时个呢，个都要那里，个房要不就是多跳。有买个车，诶，咱们弄一个摩托车诶，三五个月就是多诶，个三五个月啦。嗯，个对摩托车啥哦，你啊，但是那有算啦哦。三个车是哦，你啊，第二种，而且有天你交学费哦。嗯，个是什么车啊？个么几天啊，没米用诶，我讲个好多好里都烟花个呐。个说，个老你其实多一点哦，但是对未来那样子说呢，这里有到多少？你妈妈感觉我是你娘的娘生活容易找干部吗？还是我说看你个样子哦，还是我打对了嘛？你都找干部了？嗯，难道是有学校？嗯。我一老个对老乡。嗯，知道没？我老你家事，你小心眼的家事。喂，我小邻居挺好的了。嗯，荣恒。嗯，你小张几岁？诶，一老二来，不需要的，人太老，人太爹，人太有钱嘞。过开了小岁，过了谁？人太叫过了谁个？你莫想你那个新老师。嗯。嗯，要领导那个人太不缺，啷个说？嗯，人太不缺，你好。第二个人太爹，人太娘，我妈的人太不行，我比我的人太蛮多了。爷爷老，我可难活了，姐。娘姐，你家不是我吃半天，你吃半天，你怎么那么瘦呀？个了的了，好像第二个有木了了，当年姥姥家也被蛮摸。哎呦，你到外去啊？你老母你老弄哪样的喽？我们能弄啥？哎，那也不叫当弄啥。个了的了，你给我跟到家的，家不人到啥一家？啊，你家的，哎，弄弄啥？哦，我在，你老家没事，对不对？但是像这种的嘛，不能带那一般人老了，我看人老点。老了，过来了。嗯。我是没钱呐，像说个样子。过去包条一老老的，过去吃那一老那么家哈，过到老的去帮个些，一放个像个没事哦。嗯。你是领导咯，你比我年纪大咯。你好，别对小妹子跳。我领导嘛，你啥也搞这么少。啊，我领导，你那姐顾着他们去啊。我领导嘛。嗯。人家头脑那姐，人家谈恋爱都营养了，你咯。你叫做走，但是我的国汉人都对了，你我很好的国事，对了，你谈恋爱营养了，看你。结果我们马上好张，等于也煮包子。嗯，你要你太多，你才能理性。
dùng kia thì chỉ dùng muốn lòng một hôm mà này dùng tới tuần tới tối phải nào cho trời chắp lâu. ชื่อเฝ้าจ๋าชื่อจ๋าเหรอโอ้ก็หมดตัวคงแล้วก็โอเคชื่อจ๋าชื่อจ๋าชื่อจ๋าตัวก็ไปชื่อจ๋า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 ชื
哎呀，阿娘，今晚叫，我让我洗这个袋子，莫个洗这个袋，我让我们去去洗这个袋子。今晚洗了，然后第二天过了两天，我们洗个袋，第二天把水给上。操，那你那样，你不打了那，你那能就卫生噻？你又能到家了呐？妈，干娘，你娃洗了个包，一个要三千多，懂不啦？可是，我还搞了，你还不好装是哪？我一包的话，我们也是中介中午啊，才结婚的到好装是了嘛？ 不是，被我捡了，贪污了，贪财了，我愿意我搞到民间了。嗯，过半年了，我占股好票，大的是股票，我到民间上，反正你要报销。 那个怎么过了咯？一般。可是，在农活的各块，你我写一天，到北方农活，可以去要农活那采的，到北农来种菜的时候，你不老不忙，就刚刚来种菜的，我们是呢，先刚刚写那个年龄了。哎，对了，年龄，分过去的农民农民我。 你都可以做吧？那你平常说的，你不要，我给你看待这个题。哎呦，我看你这个今年呐，我家里都多，都好久了，到那，都好我看待，都来，都好我到那。我家呐，我家里过了。我家就我家了，可我这手工艺不老大的，这种你可以摸过了，再动到，给你这可以进去，就动到那。哎呦，我跟你报个价，对不对？ 可以就叫侬那毛的些，我说对了，可以就不过说毛啦，哎，都能鸟也不过要多赔，是道理。哟，你肯定是吃不来了嘞，肯定吃不来了。不过叫侬那毛嘞，叫侬那毛嘞，叫侬毛是两都苦的很呀。上面还是多高调，可以叫走超哦。不是还是搞了，是不包括整的嘛，包括整这个还加了。那，整那个真难，得不来噻嘛，多嘛呢？ 姑娘，现在这个了，你包个很成的，都结好了，吃了呢。之前搞的这个姑娘，搞周末回来搞回来，扎个领带呀，那个扎个领带，大领带，那个结个大领带呢。这个有个领，这个有不是嘛？搞些姑娘平时也那是要搞一个结，就好穿裤呢。
好吃就没加啦。可能多个年头，天个年头，我大家都是读书，我老了，个叫什么名字？个别老些老些人都当领了，他那个就知道他的有别老他，他跟些老些都都当领了，这不就有了，不用去操练了。你包这个也有啊嘛？那个几有的跟人去叫走，你搞到湖南，跟人叫是走，你搞跟人是啥有能嘛？跟以前海哥了，海哥从这些哥我喊猫的哥是吧？可以吃了海哥了，他怎么吃海哥呢？我如果弄对了，不登门啊，就个登门啊，可别来不打你这里。你干嘛去呢？你要有都没事拿去啊。不是嘛，这么得坐牢了。哎，我有。Hello。你不是啊？开古说东啊，古有的高中啊，就看没见一起古，我哩多大高一那么。你呢？可以说吗？来个，可以念我家我摸的些吗？阿弟，姐，隔壁我扫动我弄灯呢，隔壁没人弄灯呢。喂，我有没人不能对我登门呢？去他登门啊？去关键。喂，隔壁我是多久？关键弄个扫动了弄。告诉他进不了的股，你进不了手，搞个手动了哈。我不送了呀。进不了，我不送了。